Rồi các bạn thông cảm nha. Cái clip của mình đó, nó đang quay cái tự động cái nó hết dung lượng rồi. Thì mình chia sẻ tiếp tục nha anh em. Rồi, mình lắng vô rồi á thì mình lắng cái ngón tay bên đây qua, mình giữ cái kìm cho nó ngay ngắn ha. Rồi mình siết rồi con bên đây rồi. Tiếp tục mình siết con bên đây. Siết mà anh em lưu ý nha. Siết đè đừng có cho mà lấy ngón tay chịu đây, đừng cho cái đầu vít mà nó chợt nó vô trong nguồn điện là rồi xong. Nguy hiểm lắm. Này mình cũng từng bị rồi. Rồi bên đây dưới đây cũng vậy, mình lấy ngón tay mình chàng dưới đây nè. Đó, chàng dưới đây nè, đã ha. Rồi mình siết siết. Cái này là siết cứng thiệt thọ luôn nha các bạn. Đó. Thì cái trái nhông mình, trong khi mình siết thì trái nhông nó ăn đều nè ha. Nó ăn đều mà cốt nó vẫn nhẹ nha. Tại vì mình lắng vừa tay vừa hít vô thôi. Nó ăn đủ trái nhông thì là tức là cái nhông nó sẽ bền. Rồi giờ mình siết máy nha các bạn. Tại vì cái vít mình cán nó nhỏ, nó không có cái độ dài á. Rồi. Cái này là mình đã vô dầu gõ trơn hết anh em. Rồi xong mình đó là mình dở làm chia sẻ cho anh em, anh em nào làm giống như mình cũng được. Còn nếu mà ta chuyên nghiệp rồi người ta không có dở cái này ra. Không dở nắp ra, ví dụ như mình tay ngang mình dở nắp ra mình coi cũng được. Nếu mà kỹ hơn dở nắp ra coi thì nó ngay hơn. Lắm lúc thợ cũng vẫn làm gì các bạn. Tại nó đưa vô sao mà tới chừng mà dặn dít lỡ rồi sao mà nó cứng nhắc cái cốt luôn. Nó nghiến nó đè qua, nó lệch qua cứng nhắc luôn, nó gài. Xi nhê nó vẫn cứng luôn. Còn này nó nhẹ nè ha. Nhẹ mà cái nhông mình xay nó xay bình thường. Đó, rồi xong nó trơn mình vô dầu phía trước nè. Đó. Rồi mình vô dầu phía trên cái nắp. Vô một chút xíu thôi, đó cho nó ướt rồi. Rồi dưới đây nè, dưới cái chỗ mấy cái chỗ quay nè. Mình vô dầu rồi dưới vô dầu ngay chỗ cái đầu này. Lát mình xiết ốc vô á. Rồi mình vô dầu cái ti này. Nha. Rồi xong mình vô dầu cái càng chỗ cái khía càng đảo này nè. Các bạn lưu ý nha. Cái quạt nó quay lâu ngày á. Lâu quạt ngày nó sẽ bị lỏng cái này nè. Đó. Mình xiết cái này vô lại. Xiết vô vừa tay. Vừa tay mà trong khi mình xiết vô dưới vừa cứng là nó cái này nó nhẹ nha. À, nó nhẹ gì nè, đó, siết cho nó sát xuống thôi, mà siết vô sát xuống mà nó cứ nhắc là nó quay mỗi cái nó nặng đều là cây quạt mình nó sẽ bị ma sát nặng lắm, nó nặng một chút xíu thì nó sẽ mệt cho cây quạt, còn mỗi cái nó đều nhẹ thì cây quạt mình nó thông nha các bạn, đó. Rồi mình siết ốc ký vô ha, ốc ký này thì nó cũng có cái ý, tại vì ốc ký này mình siết vô á, siết vô quá thì nó sẽ cứng nha. Còn mình siết vô mà siết vô mà vừa cứng cái ốc ký rồi đó ha, là tay mình lắc quạt lại cái cuộn điện này nè, nó nhẹ ha. Nè, buông ra nó nhẹ nè, thấy không? Đó, mà mình giật lên đó, giật ra nó không sức ha. À, chính xác. Còn cái này cũng vậy. Mình nhìn cái càng quơ nè, nó song song nè. Nó phải chuẩn đó. Càng quơ nó phải chuẩn, nó không bị cong, không bị dẫn cái này lên ha. Nó song song với nhau ngay á, thì tức là nó hồi nó quơ giáp một vòng nó sẽ không có bị cọ đâu hết. Rồi mình giáp vô điện cơ đó, là nó toàn bộ là cơ không các bạn, làm cái gì cũng phải có ý đó nó mới chất lượng được. Mình thì mình không ăn nói hay ho như anh em được, nhưng mà mình biết cái gì mình chia sẻ đấy cho anh em gì đó. Còn anh em thợ thì người ta gành hết rồi, mình chia sẻ cho anh em tay ngang thôi. Này mình siết vừa bóp sát thôi ha, đừng có nghiến quá, nghiến nhiều cái nó có cái lông đền đó, nó gài vô cứng nhắc luôn. Rồi cái này nó cứng nhắc nó xay không nổi, mỗi cái nó đều bị dướng với nhau là sẽ cọ. Rồi mình sẵn mình thay K3 luôn nha, mình thay cục K3 mới, mình sẵn mình thay K3 mới luôn các bạn ơi. Còn gáo đồ mình ngày mai mình rửa mình gáp sau nha các bạn. Ví dụ như nè, dây dây đen này là dây chạy nè, dây đỏ này là dây đề đúng không,
Thay vì các bạn nói là K3 nó 2 giây thay sao, giờ mua về thay sao không biết thay, giờ bên kia đen bên đây đỏ, xanh đỏ đen gì tùm lum, giờ không biết đường thay, thay lộn sợ nổ sợ hư đúng không? Nhưng mà ví dụ như theo như thay mình thợ thay ta lấy cộng cộng đỏ này vô đây cho nó hợp màu vậy thôi ha, hoặc là cộng đỏ quanh đây màu nào cũng được chân các bạn, này không có luận nha, hai đầu nào cũng được chân. Ví dụ như bên đây nó trong đây nó có 2 dây đi ra để vô K3 thì mình cứ cứ K3 mình gắn vô 2 dây rồi xong. Đây nó có cái dấu mẻ mà đây. Ví dụ như cộng cộng giờ vui vui mình để cộng đỏ bên đây nè đó, không có lẫn màu các bạn đó, cộng đỏ qua bên cộng đen nè, cộng xanh qua cộng đỏ nè, K3 này nó không lẫn đầu nào hết trơn nha, đầu nào để vô cũng xài bình thường chứ nó không có lẫn cộng trừ. Nó để cộng trừ vậy là để cho người ta xài bên cái bên xịt bên tụ rồi các bạn, nó vẫn xài cho bên cái môn khác nữa nha, nhưng mà qua quạt điện điện sóng 220 thì nó không có lượng bên đó. Nó xài cho nhiều cái động cơ lắm chứ không phải là quạt không nghe các bạn. Cái ba này là sản xuất ra nó xài nhiều động cơ lắm, nhiều động cơ cần thiết để xài nó. Xịt cá là tụ để xài cho mấy cái phương tiện điện điện gia dụng khác cũng có nữa. Đó. Mình gỡ con ốc ngay chỗ cái hộp nhông này, mình gắp nó vô đây cho nằm cho chắc chắn chỗ này ha. Dây này nữa mình để xui gì cũng được, hay là mình đai lại cũng được, để xui gì cũng được cho nó mát thôi chứ không có gì hết. Còn nếu mình kỹ hơn á, mình đai cọng dây chỗ này đó, mình đai một thêm một cọng nữa, đai cọng lại như vậy. Này không đai sát nha các bạn. Đây nhiều người không biết cái nói đai cọng dây này nút sát nè, lưu ý nè, đây nè, cái này là cái kỹ thuật nha. Nếu mà anh em đai sát á, đai sát cứng vô á ha, siết vô đây luôn á thì nó sẽ quay qua quay lại, nó sẽ nắm chỗ này nó chắc rồi, qua lại nó nghiến như nè, nó nghiến nó sẽ gãy nổ nha. Còn mình á là đai đây đai chơi thôi, đai vô vừa vừa cứng như nè đó, vừa hơi hơi nó còn lỏng như nè ha, mình cho nó chịu lại thôi, nó chịu lại nó không có giặt ở trong cái đầu của gốp này đó. Nó là một cái kỹ thuật của làm nghề thôi. Rồi xong mình lấy cái phe ra mình bo cốt nha các bạn, sẵn mình thay rồi mình bo cốt rồi luôn. Rồi bây giờ mình ghim cho chạy các bạn. Đây là số số 1 nè, số 1 này là số mạnh nhất á, chạy rồi nè, im re luôn thấy không các bạn, thấy không? Các bạn xem coi nó có gớt không nha, không gớt thấy không? Rồi giờ mình bo ha, mình trong khi nó đang chạy mình bo, mình lấy nhám mình bóp vô vậy nè, nhám nhuyễn các bạn, mình bo cốt trong ra ngoài cho nó sáng lên, sáng lên chỗ đằng trước khúc trước đây nè, nữa mình đút cánh ra vô nó dễ ha. Rồi xong, bạn thấy im không? Em chờ quê hương không? Đây, mình giật đứng lên thì đứng chỗ. Nếu mình thay cái nhông nó không chuẩn đó, các bạn quay quay hoặc treo nó nặng đó, nó sẽ kêu cọc cọc, nó chớt cái nhông lên đó, trong khi quơ nặng quá nó chịu không nổi, nó kêu cọc 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 cọc, nó dập nhông liền. Bởi vì mình thay phải cho nó ôm cho chính xác. Cái đó là tuy nó không có đáng gì nhưng mà đó là một cái kỹ thuật các bạn. Mình bóp cái phe này mình để vô các bạn. Có lúc mình làm cũng nhanh lắm, có lúc mình vừa làm vừa nói lai gai cho anh em nghe để hiểu chứ không phải là mình nói nhiều nha. Mình chia sẻ không phải anh em trong nghề thì chung là mình chia sẻ thì anh em nói mình nói nhiều, còn ví dụ như nói với cái người mà người ta đã chú tâm, người ta coi để coi mình làm cái gì, người ta cần thiết nè, mình vô chút xíu dầu chỗ này nè, nghe cổ gốc nè ta, nghe cổ nè cổ quay nè đó, thấy không, có dầu đầy đủ nè, thấy không? Thì anh em nào để dầu vô đầy đủ làm như mình thì cái quạt là xài biết đời là hơn, làm cho chuẩn á nè.
dây này nó lỏng, nó vừa thôi nha, chứ đừng lỏng quá, vừa hơi gịch chưa thôi, vì nó không có bị nổ. Còn ví dụ như mà mình siết chỗ này quá, nó bắt đầu quay qua quay lại nó sẽ giật, thấy không? Giật chỗ này nè, mình nổ, mình bị gồi mình mới chia sẻ các bạn đó. Rồi chào tạm biệt các bạn nha, có gì hay mình chia sẻ cho các bạn xem nha. Rồi chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn clip sau các bạn.